tại giải đấu. Chứ không chỉ là trận chung kết này, các cổ động viên của Chiến Việt Nam luôn khiến cho bầu không khí trên sân bóng quốc gia Lào đến cổ vũ cho thầy trò huấn luyện Hoàng Tuấn. Và tham dự hoạt động tại giải đấu đấu trường này của Chiến Việt Nam là 23 bạn. Rất nguy hiểm, nó vào. Có vẻ như pha quan trọng vừa rồi cho thấy là tiền đạo số 11 của Chiến Việt Nam đã ở trong đội tuyển. Của trọng đại và giúp cho Murachit có cơ hội.
không?